Chiều nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chủ trì phiên họp giữa Ban Cán sự Đảng và thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Phiên họp đã xem xét cho ý kiến về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh, việc ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh nhằm mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là vai trò của chính quyền cấp huyện. Do đó, các sở ngành và địa phương cần làm rõ quy chế phối hợp, thống nhất để không có sự chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu. Việc quản lý cấp phép xây dựng và kinh doanh cần chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật để không phát sinh các trường hợp xây dựng và kinh doanh xăng dầu trái phép. Đối với kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị trực tiếp tham mưu, chủ trì, xây dựng kế hoạch cần rà soát, xây dựng hợp lý các mục tiêu, giải pháp để các ngành và địa phương căn cứ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế số và xã hội số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình. Cần giao trách nhiệm cụ thể cho cơ quan phụ trách việc thống kê số liệu kinh tế số. Số liệu này phải đưa vào chỉ tiêu và kết quả phát triển kinh tế xã hội hàng năm.